Ngày 29 tháng 8, tại tỉnh Bình Thuận, tập đoàn Copenhagen Infrastructure Partner, CIP, của Đan Mạch đã phối hợp cùng Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận để tổ chức hội thảo Bình Thuận, triển vọng phát triển ngành điện gió ngoài khơi nhằm thúc đẩy kinh tế biển. Sự kiện này có sự tham dự của Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Nikolai Grit, cùng với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận và hơn 50 khách mời đại diện từ các cơ quan nhà nước, hiệp hội và doanh nghiệp quan tâm đến lĩnh vực điện gió ngoài khơi. Hội thảo đã giới thiệu những cơ hội mà ngành điện gió ngoài khơi có thể mang lại cho tỉnh Bình Thuận. Đây bao gồm việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tiềm năng mở rộng chuỗi cung ứng và tạo cơ hội việc làm. Tỉnh cũng có tiềm năng phát triển kinh tế biển kết hợp với các hoạt động hiện tại như đánh bắt thủy hải sản, du lịch, bảo tồn hệ sinh thái và các hoạt động kinh tế biển khác. Theo ông Stuart Lacy, đại diện của tập đoàn CIP tại Việt Nam và tổng giám đốc dự án điện gió ngoài khơi La Gàn, Bình Thuận được cho là một trong những địa phương có tiềm năng gió tốt nhất tại Việt Nam, với điều kiện đáy biển lý tưởng để lắp đặt móng tua bin gió cố định, cũng như khả năng phát triển cảng biển và lưới điện quy mô lớn, tỉnh có thể phục vụ khai thác năng lượng gió một cách hiệu quả. Ông Lacy tin rằng dự án điện gió ngoài khơi sẽ tạo ra cơ hội việc làm chất lượng cao cho cộng đồng địa phương và toàn quốc, đồng thời thúc đẩy việc chuyển giao công nghệ tiên tiến, phát triển chuỗi cung ứng và đóng góp vào sự phát triển của ngành điện gió ngoài khơi tại Việt Nam. Tại hội thảo vừa diễn ra, các chuyên gia đến từ tập đoàn CIP đã chia sẻ những kinh nghiệm chuyên sâu đúc kết từ quá trình phát triển các dự án điện gió ngoài khơi trên khắp thế giới. Qua các ví dụ quốc tế, ta thấy việc phát triển điện gió ngoài khơi có khả năng mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng, phát triển hài hòa với các hoạt động đánh bắt thủy hải sản, du lịch và bảo tồn hệ sinh thái, nhất là khi tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế cao. CIP đã tiến hành nghiên cứu và cho thấy tỷ lệ nội địa hóa tại các trang trại điện gió ngoài khơi ở Việt Nam có thể lên đến trên 40%. Để minh họa, trong tổng mức đầu tư dự kiến 10,5 tỷ đô la Mỹ cho trang trại điện gió ngoài khơi La Gàn, hơn 4,4 tỷ đô la Mỹ sẽ được đầu tư trong các hạng mục thực hiện tại Việt Nam. Cụ thể, đầu tư sẽ tập trung vào các lĩnh vực như phát triển và quản lý dự án, cung cấp móng, trạm biến áp trên bờ và ngoài khơi, cảng xây dựng, vận hành và dịch vụ bảo trì. Tập đoàn CIP, một trong những đơn vị hàng đầu thế giới về phát triển điện gió ngoài khơi và đầu tư năng lượng tái tạo, có trụ sở tại Đan Mạch, với tài chính vững mạnh và kỹ thuật đỉnh cao, cùng với kinh nghiệm toàn diện từ khâu lập kế hoạch đến triển khai các dự án, CIP rất hứa hẹn trong việc hợp tác với Việt Nam trong phát triển các dự án điện gió ngoài khơi lớn, trên 500 MW tại quốc gia. Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Nikolai Prit chia sẻ rằng Đan Mạch, một quốc gia dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực năng lượng gió ngoài khơi từ năm 1991, sẵn sàng hỗ trợ tỉnh Bình Thuận trong việc khởi đầu thành công ngành điện gió ngoài khơi.